chào bác đã quay trở lại với kênh Kia Xe Đạp, kênh chuyên review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Trong video ngày hôm nay em xin giới thiệu đến các bác mẫu xe XDS FT710 được trang bị bộ chuyển động đằng sau, đè sau là SLX, đằng trước là DOG, bánh 27,5 bi vòng cối lổ, khung nhôm nước sơn nguyên bản, đùi trục rỗng DOG, khung nhôm. Sơn của chiếc xe còn khá là mới, chỉ do là đã qua quá trình sử dụng với cả là xe bãi nên là xuất hiện một vài vết xước nhựa không thể tránh khỏi. Bánh sau đi vòng cuối lộ. Trang bị bộ đề SLX rất là cao cấp của dòng Shimano. Đĩa đằng trước là của Shimano DOG. Phần trên tay lái thì được trang bị một bộ tay bấm của Shimano DOG đánh dầu Techo. Sóc là Malitor, sóc hơi rất là xịn. Đĩa trục rỗng DOG. Bây giờ em sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Rất nhiều bác hỏi em về cái giá bán của chiếc xe là bao nhiêu, thì các bác em đã đề ngay ở cái chỗ tiêu đề này. Các bác ấn mũi tên trỏ xuống vào là cái giá em đã đề đây luôn này. Còn nếu mà em không đề giá thì tức là xe đã bán. Cái thứ hai là một số bác bảo là không thấy YouTube gửi thông báo khi mà em đưa lên xem xe mới lên trên kênh ấy, thì các bác ấn cho em cái chữ đăng ký, chọn ấn chuông, chọn tất cả. Đấy, thì nó sẽ gửi tất cả các cái thông báo khi nào bên em cứ có xe nào đăng lên trên kênh thì nó sẽ gửi cho các bác vào thông điện thoại nhá. Size của chiếc xe từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 39 cm. Từ khóa cọc yên đến tâm cổ phốt là 56 cm. Chiếc xe phù hợp với bác từ khoảng 1m60 đến 1m70 thì phù hợp. Sau SLX với 10 tầng lít và đến trước DOG 3 tầng đĩa và 30 tốc độ khác nhau. Bi vòng cối lổ sóc hơi SLX rất là cao cấp mà giá bên em đưa ra đang bán với... và giá bên em đang bán với mức giá là 10.800.000 bao ship toàn quốc cho tất cả các bác, chuyển hết tiền. Các bác quan tâm về chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh ở góc phải màn hình và ấn nút chuông để nhận được những cái thông báo mới nhất về những chiếc xe của em đưa lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau.